tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết mới đây đám tang của anh nông văn tê sinh năm 1985 và anh nông văn thờ sinh năm 1991 được tổ chức ở quê nhà tại xã xuân lai huyện yên bình tỉnh yên bái T và Thờ là anh em ruột, cùng thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Từ sớm, hàng trăm người dân địa phương đến chia buồn với gia đình tiễn biệt người hàng xóm hiền lành dễ mến. Hình ảnh hai lên cửu xếp cạnh nhau di ảnh hai người đàn ông bên những vòng hoa trắng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa nhiều người thân lãnh đạo công ty, đồng nghiệp không cầm được nước mắt trước sự ra đi của hai công nhân xấu số. Ông Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai cho biết, hai anh em nông văn tê đều chăm chỉ, hiền lành hay tham gia các hoạt động của xã và giúp đỡ bà con trong làng. Anh thờ đã có vợ và hai con, còn người anh trai nông văn tê vẫn chưa lập gia đình, đang sinh sống với cha mẹ. Thẩn thờ bên quan tài của hai cháu, Ông Nông Văn Toàn, 43 tuổi, chú ruột hai nạn nhân, đôi mắt thâm quần sau một đêm thức trắng. Ông Toàn kể, hai anh em Toản đi làm được 8 năm nay và là trụ cột chính trong gia đình. Ông Toàn nghẹn giọng, cú sốc này quá lớn đối với gia đình tôi, quá đau xót khi cùng lúc mất đi cả hai người thân của mình. Thương các cháu vô cùng vì còn con nhỏ bố mẹ già không biết trông nhờ vào ai cách đó không xa một gia đình cũng tổ chức tăng lễ cho nạn nhân Mai Thiên Hát 37 tuổi nơi tổ chức tăng lễ là một căn nhà sàn xây dựng sơ sài phần mái được lợp bằng tranh đã xuống cấp ông Mai Văn Châu 57 tuổi chú ruột của nạn nhân Hát nghẹn ngào ngay khi nhận được tin Hoàng không may tử vong do tai nạn lao động tôi gần như chết lặng chân tay bủn rủn theo chia sẻ của người thân nạn nhân Hát hiện chưa lập gia đình đang ở cùng mẹ Ông Châu chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hát đi làm từ sớm để cùng mẹ gồng gánh kinh tế gia đình. Nghe tin cháu mất, mẹ của cháu ngã quỵ tại chỗ. Cách huyện Yên Bình khoảng 30 km căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân Nguyễn Danh M, 42 tuổi, ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, cũng chìm trong không khí tan thương. Ông Nguyễn Danh Dũng, 67 tuổi, bố anh M vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận tin con trai mãi mãi ra đi. Nhớ lại giây phút biết hung tin, ông Dũng kể, gia đình nhận được thông tin từ công ty nhưng chỉ biết là mờ bị tai nạn. Tôi đi xe máy một mình đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, vừa lái xe vừa suy nghĩ khiến tôi đi nhầm 40 km đến tận huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sau đó tôi quyết định đi về nhà trước. Về tới nơi, mọi người nói con trai đã tử nạn. Tôi như chết lặng, theo ông Dũng, Mờ lấy vợ và có hai con, cháu lớn 13 tuổi, cháu bé 5 tuổi. Với mức lương công nhân của hai vợ chồng, tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm. Nuôi nấng các con vào đại học để thoát khỏi cảnh vất vả như bố mẹ. Nhưng thật trớ trêu, tai họa lại liên tục ập đến. Cách đây vài tháng, khi đang đi làm thì vợ Mờ bị tai nạn lao động gạch rơi vào đầu phải nhập viện. Đến nay hồ sơ thương tật còn chưa làm xong, từ ngày gặp nạn, sức khỏe vợ mờ yếu đi nhiều liên tục đi viện. Từ đó mờ trở thành lao động chính trong nhà. Tuy khó khăn vất vả nhưng mờ luôn quan tâm và định hướng cho các con theo con đường học hành. Nói trong tuyệt vọng, bà Nguyễn Thị Hải mẹ anh mờ nghẹn giọng: Hai vợ chồng con trai vay mượn tiền để xây nhà, đến nay chưa trả hết. Nhiều lần con tâm sự với tôi sẽ cố gắng làm lộn trước tiên sẽ trả hết số tiền vay xây nhà, sau đó sẽ tiết kiệm một khoản riêng cho các con đi học đại học. Vậy mà giờ đây con trai tôi đã không còn, các cháu không biết phải làm sao. Mới đây, Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3 điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng nêu trên. Công an đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức liên quan. Trước đó như đã đưa tin, lúc 13 giờ 30 ngày 22 tháng 4, tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 10 người thương vong. Danh tính 7 người tử vong được xác định gồm: Nông Văn Toản, xã Xuân Lai, Nông Văn Thuật, xã Xuân Lai, Mai Thiên Hoàng, xã Xuân Lai, Lê Mạnh Cường, xã Yên Bình, Phạm Xuân Trường, xã Thịnh Hưng, cùng huyện Yên Bình, Phạm Ngọc Linh, thành phố Yên Bái, Nguyễn Danh Mạnh, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái ba người bị thương gồm nông văn tuân xã tân nguyên phạm minh dương xã đại đồng huyện yên bình phạm ngọc long xã việt cường huyện trấn yên nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa chưa có dấu hiệu tác động khách quan sau khi xảy ra vụ việc tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh yên bái chỉ đạo lực lượng công an tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm tỉnh cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 18 triệu đồng, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 4 triệu đồng. Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có văn bản về việc kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu kiện của người dân mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là người bị kiện. Ông Hoàng Thế Việt, ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành cấp cho cha mẹ ông không đúng nguồn gốc sử dụng đất, không đúng hiện trạng mục đích sử dụng từng loại đất, không đúng chủ thể sử dụng đất và không đúng trình tự thủ tục nên khiếu nại. Khiếu nại lần 1, ông Việt yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành hủy các công văn và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban Nhân dân huyện này đã cấp cho cha mẹ ông. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành không chấp nhận nội dung khiếu nại. Sau đó, ông Việt khiếu nại lần 2 đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tại quyết định 389 về việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành. Trong quyết định có nêu nếu ông Hoàng Thế Việt không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Do đó, ông Việt khởi kiện, yêu cầu hủy các công văn quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cha mẹ ông. Thủ lý giải quyết toán nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 3 tháng 4 năm 2024. Người bị kiện là ủy ban nhân dân huyện núi thành, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện núi thành và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ, hồ sơ vụ án và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy cần phải hủy các quyết định của ủy ban nhân dân hai cấp và buộc ủy ban nhân dân huyện núi thành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cha mẹ ông Việt. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Việt. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng với nội dung kháng cáo bản án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân tỉnh này. Văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu ký. Hiện ông Bửu được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho đến khi tỉnh này kiện toàn các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến đối với ông Lê Trí Thanh. Theo văn bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam trình bày trình tự ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Việt. Qua lập luận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam bảo lưu quan điểm cho rằng trình tự ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đảm bảo quy định luật khiếu nại năm 2011. Đồng thời, văn bản kháng cáo cho rằng việc Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cha mẹ ông Việt đúng nguồn gốc đối tượng, mục đích sử dụng đất và diện tích, công văn do huyện này ban hành cũng đúng quy định. Kháng cáo khẳng định, quyết định 389 giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn khiếu kiện của ông Việt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành đảm bảo quy định pháp luật. Trong kháng cáo nêu, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ nội dung yêu cầu của ông Hoàng Thế Việt trong đó có nội dung hủy quyết định 389 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là không đảm bảo quy định pháp luật. Ngoài ra hiện nay, thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông Việt đang khiếu kiện nằm trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai giai đoạn 2, 322 ha. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án vì vậy, việc hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ nội dung yêu cầu khởi kiện của ông Việt, trong đó buộc Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho cha mẹ ông này gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng tiến độ dự án. Trong văn bản nêu rõ, do đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kháng cáo đối với vụ án hành chính sơ thẩm do ông Hoàng Thế Việt khởi kiện, kính đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.